Ô kìa, ông là ai? Một kẻ ăn mày à? Vậy ông cần gì, bạc tiền hay cơm gạo? Nếu như vậy ông muốn gì? Cầm ngay, gã ăn mày này hỗn láo. Ngươi là ai? Là ai? Hả? Trăng báo? Anh vẫn còn sống. Đừng bảo bản thân em giờ để quen ngủ nên đành phải quay lưng cúi mặt trốn chạy.